Chào mừng các bạn đến câu lạc bộ người cá tuần 22. Với màn bơi khởi động của người cá Tai, là đệ tử đã theo Tiêu hơn 9 tuần tổ chức sự kiện người cá. Đến thời điểm này, trong số các đệ tử thì Tai tham gia sinh hoạt nhiều nhất, nên học được nhiều bài kỹ thuật bơi lặn lội người cá nhất. Không chỉ vậy, bạn ấy còn là một cầu thủ bóng đá, rồi học dựng phim phụ Tiêu làm clip để kêu gọi cứu động vật. Bên cạnh đó, đi học thêm cũng kín lịch trình, nhưng từ khi thành người cá đến nay vẫn rất siêng năng đến câu lạc bộ tập luyện. Trong khi có nhiều bạn thành người cá sớm hơn Tai, được dạy rất nhiều, có bạn được Tiêu dạy hơn 6 tháng trời. Nhìn ý chí quyết tâm lại không bằng, làm trễ nải thời gian tôi đào tạo các bạn thành người cá cứu thế giới. Hiện tại làm người cá là một nghề rất hot ở các quốc gia phát triển. Các bạn sẽ dễ dàng kiếm việc làm ở hồ cá nổi tiếng hay biểu diễn trong các khách sạn sang trọng khắp thế giới. Việc tập luyện để trở thành người cá chuyên nghiệp để được chứng nhận như Tiêu phải mất đến hàng ngàn đô la. Còn ở Việt Nam thì quá rẻ bèo vì đã có Tiêu là thầy người cá thế giới xuất hiện. Tôi nhớ một khóa học người cá ở Mỹ mất đến hơn 2.000 đô la. Còn cái đuôi tiên cá chuyên nghiệp cũng gần 2.000 vì nó nặng khoảng 40 kg. Đeo vào mà phải giữ cho nó thẳng đầu gối để bơi giống cá heo. Có cảm giác như đôi chân của bạn bị một em bé đeo theo. Rất là bất tiện, nhưng mà làm người cá chuyên nghiệp phải tập luyện đến như vậy luôn đó. Rồi khi bơi lượn vòng tròn cũng không được co đầu gối, bạn phải trồng chuối nổi lên được trên mặt nước, rồi lộn vòng vòng mà không bị co đầu gối. Hay giữ hơi thở để lặn xuống đáy nước tạo dáng cho việc quay phim chụp hình quảng cáo. Tất cả đều phải làm được, phải nín thở lâu trên 2 phút được thì bạn mới trở thành người cá thật sự. 4 giờ là chúng ta sẽ vào phần thi sự kiện và hôm nay có sự xuất hiện của nhiều bạn người cá mới. Tiêu xin bắt đầu từ bạn người cá này. Bạn tên gì vậy ta? Trần Linh. Bạn này là người cá Linh. Đây là bạn người cá Mai Si, chắc các bạn đều đã biết rồi đúng không? Không. Rồi. Còn đây là bạn người cá Helen đúng không? Bạn người cá gì đây? Bạn người cá Khánh đúng không? Bạn người cá Tài. Bạn người cá Jessica. Bạn người cá Tuấn. Bạn người cá Azali. Người cá này quá quen rồi. Người cá Benjamin. Và đặc biệt có sự xuất hiện của bạn người cá đến từ Bình Phước. Bạn tên gì? Bạn người cá Huy. Rồi bây giờ các bạn người cá đã làm quen với nhau hết chưa? Xuống làm quen với nhau đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau bơi, giao lưu. Rồi đến 4 giờ chúng ta sẽ có phần thi sự kiện ha. Dạ, ở đây có một bạn người cá mới nữa các bạn ơi. Bạn người cá này tên gì? Sunny. Sunny hả? Bạn người cá Sunny nha các bạn. Biết nhau hết chưa? Rủ bạn xuống bơi được chưa? Em biết bơi chưa? Muốn té xỉu tập 3. Chưa biết bơi nữa hả? Trời, rồi được rồi. Rồi, ở đây có 4 bạn người cá sơ sinh sẽ thi cái phần thi đặc biệt. Đó là 4 bạn người cá sơ sinh chưa biết bơi. Nhưng mà Tiêu sẽ hướng dẫn cho các bạn biết bơi trong hôm nay luôn. Làm theo những lời Tiêu nói nha. Làm đúng thì mấy em mới mau biết bơi được nha. Rồi mấy em cùng nhau hả miệng ra, hít hơi vào, nín thở lại. Đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi trong nước. Rồi làm như vậy đúng 10 lần cho Tion. Bạn nào làm tốt nhất Tion sẽ chấm điểm cao nhất. Bắt đầu. Em 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Đúng 1 lần. Nín thở 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên hả miệng hít hơi vào. Bạn này làm chưa được lắm. Rồi tôi sẽ quay lại. Ngẩng mặt lên hả miệng ra hít hơi vào. Úp mặt xuống nín thở 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt lên hả miệng ra hít hơi vào. Bạn này làm tốt. Ngẩng mặt lên 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt hả miệng. Ngẩng mặt là hả miệng liền nha. Bạn này chưa được nè. Khi ngẩng mặt lên hả miệng ra liền. Đầu cúi xuống không được ngẩng mặt lên cao quá nha. 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt lên. Cúi mặt hít hơi vào bằng miệng. 1, 2, 3 ngẩng mặt hả miệng hít hơi vào. Rồi bạn này làm tốt rồi. Rồi mấy em làm đúng 10 lần hết cho Tion. 10 lần rồi đúng không? Rồi ở cái phần tập luyện thứ nhất này anh cho 4 em 10 điểm. Phần tập luyện thứ hai nghe rõ nha. Bắt đầu hít hơi vào, nín thở lại, nổi đuôi lên ngang mặt nước, đếm 1, 2, 3 rồi thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên lại. Rồi, hai tay mấy em vịn lên thành hồ giống như vậy. Đúng rồi, hả miệng ra hít hơi vào.
úp mặt xuống nín thở, đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi rồi ngẩng mặt lên hả miệng ra hít hơi vào. Đúng rồi, em làm đúng rồi. Ngẩng mặt lên hả miệng hít hơi vào. Úp mặt xuống, nổi người lên ngang mặt nước. Nín thở, nổi người ngang mặt nước. Nổi người ngang mặt nước. Đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi rồi ngẩng mặt lên hít hơi vào, làm lại. Hai bạn bên này làm rất là tốt nha. Còn hai bạn bên này thì chưa tốt. Nín thở, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Nổi đuôi lên. Rồi, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi, ngẩng mặt lên, hả miệng, hít hơi vào. Rồi, bạn này làm tốt rồi nha các bạn ơi. Em sau 10 lần nữa rồi hả? Làm lại một lần cho anh coi thử đúng không? Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt lên, hả miệng, hít hơi vào. Đúng rồi, cho em 10 điểm tiếp. Rồi em kiểm tra nè, em làm lại anh coi. Cho em một cơ hội lần cuối. Nâng đuôi lên ngang mặt nước. Đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi ngẩng mặt. Khi anh nói em nâng đuôi lên ngang mặt nước, trong lúc nâng đuôi em lại thở ra bằng mũi nên em bị chìm. Nâng đuôi lên ngang mặt nước là nín thở, nhớ chưa mấy em? Rồi cho em 8 điểm. Cho em cơ hội làm lại đó, làm lại đi anh chấm điểm lại. Hả miệng ra hít hơi vào. Úp mặt xuống nổi đuôi lên ngang mặt nước. Đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt hả miệng. Ok cho em 10 điểm. Nha, tôi luôn tạo cơ hội tặng điểm 10 cho mấy em. Mà mấy em không chịu nghe lời tôi làm cho đúng là mấy em thua đáng chịu. Rồi tới phiên em này. Em được mấy nữa? Ngẩng mặt hả miệng hít hơi vào. Úp mặt xuống. Nín thở, nổi đuôi lên. Nín thở, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Cố gắng lên. Chà, cái đuôi nổi lên không nổi rồi. Cho em làm lại. Rồi, rồi đó. Rồi, hả miệng ra hít hơi vào. Thấy tôi dít cái đuôi em lên được không? 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên, hả miệng hít hơi vào. Rồi làm lại. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên, hả miệng hít hơi vào. 10 lần nha. Anh kiểm tra lại em nè. 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi, ngẩng mặt. Rồi, cho 4 em 10 điểm tiếp nha. Nghe rõ. Phần thi thứ 3. Hít hơi vào. Nổi đuôi lên ngang mặt nước. Đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi là làm tốt rồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ có thêm cái phần là lắc nhẹ cái đuôi. Là hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Cái đuôi ngang mặt nước rồi mấy em lắc nhẹ đuôi một cái. Nâng cái eo lên. Đúng rồi, kìa nhìn bạn này làm được nè. Rồi, lắc đuôi nhẹ eo một cái. Rồi, đếm 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Làm cho mấy em coi nè. Nổi đuôi lên ngang mặt nước giùm anh. Nổi đuôi lên. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi người lên. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi người lên. Rồi, lắc nè, nâng eo nè, lắc cái eo một cái nè. Nâng cái mông lên. Nghe rõ không? Nâng đuôi lên ngang mặt nước. Nín thở. Lắc nhẹ eo một cái. Đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt lên, hít hơi vào tiếp. Làm lại 10 lần cho anh thấy được mới chấm điểm được. Bắt đầu lại từ em này, 10 lần. Nổi người lên. Ui em chưa có để đuôi lên nha, làm lại nha. Làm lại. Nổi đuôi lên ngang mặt nước. Nổi đuôi chứ không có ngẩng mặt lên. Nổi đuôi lên ngang mặt nước. Lắc nhẹ đuôi đến 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Rồi em này làm cho anh coi, anh chấm điểm. Nhanh lên, nhanh lên. Hít vào, úp mặt xuống. Nổi đuôi lên ngang mặt nước. Nâng eo lên một cái. Không có co đầu gối, chỉ là nâng cái eo lên thôi. Nâng cái eo nha. Phần này chắc chấm điểm khó quá. Nổi đuôi lên cái đã. Các bạn thấy không, trở thành người cá đâu phải dễ đâu các bạn. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi người lên.
Lắc nhẹ cái eo, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào, làm 10 lần. Bắt đầu em. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt, hít hơi vào. Rồi, cho em 10 điểm, rồi tới phiên em này. Em làm tiếp. Em làm tiếp cho xong. Mấy bạn nào chưa làm được thì nhìn bạn này. Không co đầu gối nha. Nâng cái eo lên nha. 1, 2. Không co đầu gối. Nâng eo lên, nhẹ nhàng nâng eo lên. Nổi đuôi ngang mặt nước. Rồi cho em 5 điểm bị co đầu gối. Tới phiên em này. Úp mặt xuống nước. Nổi đuôi lên ngang mặt nước. Nhanh lên. Lắc em một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi cho em 5 điểm luôn. Rồi tới phiên em này. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Nổi đuôi lên, cái đuôi nổi lên ngang mặt nước đã. Cái đuôi không nổi lên được rồi, thở oxy ra quá trời ơi, lãng phí quá à. Rồi xong, chìm luôn á em. Rồi cho em 5 điểm luôn, ba bạn này 5 điểm. Rồi tới phần thi thứ tư là phần thi cuối cùng. Chúng ta sẽ cộng điểm lại và tặng quà nha các bạn ơi. Bây giờ các em tập cái động tác tay cho đúng. Rồi anh sẽ cho thi cái phần thứ tư là phần cuối cùng. Là một người thường biến trở thành người cá trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Bạn nào mà làm được anh sẽ tặng tay bơi của người cá cho các em. Để sửa kỹ thuật tay bơi đúng cho các em hơn nữa. Để xem ai có tố chất trở thành người cá. Người cá học gì cũng lẹ hết trơn á. Để coi. Rồi nâng tay lên. Thả miệng ra, hít hơi vào. Úp mặt xuống. Đếm 1, 2, 3. Thở nhẹ hơi ra bằng mũi. Kéo tay qua, ngẩng mặt. Thả miệng, hít hơi vào. Đúng rồi. Cái tay của các em, gồng cái tay của các em lên. Giữ thẳng bàn tay, cổ tay và phần cùi chỏ này. Mấy em phải làm sao mà nó giống như là giữ thẳng với nhau, không có được co nó lại, không được co cổ tay lại nha. Rồi, bắt đầu. Úp mặt xuống đi mấy em. Đếm 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi. Rồi kéo tay qua, ngẩng mặt, thả miệng. Hít hơi vào. Úp mặt xuống nha. Làm lại. 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi. Kéo tay, ngẩng mặt, thả miệng. Hít hơi vào, úp mặt xuống. Rồi, hầu hết các em làm chưa có đúng lắm. Bây giờ anh sẽ vô làm mẫu cho các em xem nha. Rồi làm đúng như vậy rồi bắt đầu xuống nước. Thi cái phần số 4 cho Tion. Tập trung nha, nghe rõ nha. Làm. Hít hơi vào. Nổi đuôi lên. Lắc đuôi một cái. Đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi xong rồi kéo tay. Giống như cái bài tập kéo tay Tion mới vừa hướng dẫn. Kéo tay qua, ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào nha. Rồi, tay các em dịnh thành hồ. Khi mà các em thở mũi ra, các em buông tay ra khỏi thành hồ mà kéo tay để ngẩng mặt lên nha. Được không? Làm mẫu 3 lần cho tôi xem thử đi. Rồi bắt đầu vô thi nha. Chân thở ra, tay hít hơi vào, nhớ chưa? Chân. Rồi, hít hơi vào đi mấy em. Úp mặt xuống, nổi đuôi lên. Đếm 1. Rồi lắc đuôi một cái, nhẹ đuôi một cái. Đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Rồi kéo tay ngẩng mặt, hít hơi vào. Khi mà muốn hít hơi vào, mấy em phải kéo tay qua, ngẩng mặt, hít hơi vào. Đúng rồi. Bạn này có thể làm tốt nè. Rồi hai bạn này. Lại. Làm đi, tập đi. Lắc đuôi một cái rồi đó. Đếm. 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Kéo tay. Rồi kéo tay giống như bài nãy. Kéo tay qua, ngẩng mặt, hả miệng, hít hơi vào đi mấy em. 1. Đúng rồi. Khi ngẩng mặt lên, hít hơi vào là phải kéo tay qua, ngẩng mặt nha. Thì em buông cái tay ra khỏi cái thành hồ đó rồi kéo. Nè, bạn này làm gần được rồi nè. Đúng rồi. Khi mà kéo tay là ngẩng mặt, hả miệng, hít hơi vào nha. Rồi bắt đầu đi. Mấy em cách xa nhau một chút để kéo tay ngẩng mặt cho nó dễ. Rồi bắt đầu tôi chấm điểm luôn. Sẵn sàng thi chưa? Sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng chưa? Rồi,
thi bạn trước, thay lên làm 10 lần cho mấy bạn xem. 10 lần, trong lúc 10 lần đó anh sẽ chấm điểm luôn. Rồi, hít hơi vào úp mặt xuống, nổi người lên ngang mặt nước. Rồi, lắc nhẹ đuôi đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt, hả miệng. Rồi, một lần rồi, đúng một lần rồi. Dịnh vô thành hồ rồi làm tiếp. Nếu mà, đó, nè nhìn bạn kìa. Đúng rồi Helen, tốt lắm. Mất thăng bằng thì dịnh vô cái thành hồ để cân bằng trở lại nha. Anh cho phép mấy em dịnh vô thành hồ và anh sẽ chấm điểm đẹp nhất trong 4 em. Bạn nào đẹp nhất tôi cho điểm cao. Thôi để Helen làm xong đã. Rồi cho bạn Helen 10 điểm. Rồi tới phiên bạn này. Làm lại. Không có co đầu gối. Lắc em một cái đến 1, 2, 3 thở ra bằng mũi. Rồi thôi cho em 5 điểm. Rồi tới phiên em. Nổi người lên ngang mặt nước đã. Hít hơi vào nổi lên ngang mặt nước đã. Rồi mới đếm. Rồi lắc em một cái đếm 1, 2, 3. Rồi mới thở nước ra kéo tay ngẩng mặt hít hơi vào. Rồi anh bắt đầu chấm điểm em nè. Nổi người lên. Anh cho em cơ hội lần cuối, một lần cuối. Nổi đuôi lên. Rồi lần này bạn này cũng không làm được luôn. Anh cho em 5 điểm luôn. Rồi tới phiên em. Nổi người lên ngang mặt nước. Sắp nổi rồi, cố gắng nổi lên cho anh coi coi. Rồi nổi rồi đó. Giỏi lắm. Rồi lắc em một cái đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Thế sao uống nước luôn vậy? Làm như cá mập phun nước vậy trời. Rồi làm lại. Nổi đuôi lên. Rồi kỳ này bạn ấy nổi tốt quá các bạn ơi. Rồi lắc nhẹ eo, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Anh cho em lần này lần cuối nha. Rồi bắt đầu vô. Rồi anh cho em 5 điểm luôn. Rồi anh xin thông báo trò chơi kết thúc. Người có thể biết bơi nhanh nhất trong ngày hôm nay đó chính là bạn Helen. Và bạn ấy sẽ được tặng một tay bơi người cá. Bạn Helen ơi. Đây, tặng cho bạn Helen. Xong rồi hồi bạn đeo vô cái tay bơi, bạn kết hợp thở ra bằng mũi. Rồi cái tay bơi này sẽ giúp em bơi đúng kỹ thuật 100% và em có lực kéo nước để nổi mặt lên hít hơi vào dễ dàng, chịu không? Coi chừng rớt cái sợi dây trong đó nha. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại sự kiện người cá dành cho sơ sinh lần sau. Sau khi bạn người cá Helen đã có tay bơi người cá, bây giờ bạn ấy vuốt nước tuy là khó khăn hơn một chút nhưng mà bạn ấy rất dễ nổi mặt lên nha các bạn. Được không em? Làm thử cho các bạn coi. Cái phần thi thứ 4 hồi nãy á, mà em đạt được cái này đó. Hít hơi vào nổi người lên ngang mặt nước, lắc nhẹ đuôi, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, kéo tay ngưỡng mặt hít hơi vào. Rồi, thở ra bằng mũi rồi kéo tay ngưỡng mặt, hít hơi vào, úp mặt xuống lại. Đúng rồi đó. Rồi, bây giờ tới phần thi sự kiện câu lạc bộ người cá tuần 22. Thì tôi sẽ tặng tay bơi người cá. Ở đây có bạn người cá sơ sinh vừa nhận được tay bơi này nè. Ở đây các em nào muốn nhận được tay bơi đó giơ tay lên. Rồi, như vậy thì muốn nhận được tay bơi người cá để sửa kỹ thuật bơi đúng 100%,
các em bắt đầu xuất phát ở đầu bờ bên kia cho Tiêu. Chúng ta sẽ thi bơi nổi đầu lâu nhất trên mặt nước. Chắc luôn. Hả? Đứng nước hả? Bơi người cá nổi đầu trên mặt nước. Nổi cái đuôi lên nữa. Tiêu chỉ cần thấy bạn nào bị chìm cái đầu xuống nước trước là bạn đó thua. Và bạn nào còn nổi được đầu lâu nhất sẽ thắng. Chúng ta sẽ bơi từ đầu bờ bên này qua đầu bờ bên đây. Tất cả các em đều có quyền thi, bởi vì đây là phần thi sự kiện chung cho tất cả các bạn. Ok, sẵn sàng chưa? Còn em có tay bơi người cá rồi thì em cứ dùng cái đó để thi chung với mấy bạn, hiểu không? Rồi bắt đầu. Đi qua kia thi. Em chưa biết bơi đúng không? Vậy cái phần thi này em chưa biết bơi nên em ở đây em tập thở nước, tập bơi lại. Cái kỹ thuật 4 cái giống như anh nói. Chân thở ra, tay hít hơi vào ha. Em biết bơi chút xíu nhưng mà không biết lâu nhất là cứ bơi hoài, bạn nào mà bị chìm đầu xuống là thua. Tiêu sẽ loại ra nha. Còn những bạn nào mà không thi thì ở đây tập chân thở ra, tay hít hơi vào. Bám vô cái thành hồ này để làm cho nó đúng. Em mới học bơi bữa nay lần đầu mà, em mới tập mà sao em bơi được? Hồi Tiêu không trông chừng em được, em bị gì sao? Đừng thấy Tiêu dạy bơi nhanh quá mà em tự tin nha. Rồi, năm em là một đội đi trước luôn đi ha, chịu không? Còn bốn em là đi sau đúng không? Rồi, đi đi. 1, 2, 3, xuất phát. Messi, bơi chậm lại. Mệt đuối hơi bây giờ. Chậm lại. Giữ khoảng cách đều với các bạn, đừng bơi nhanh quá. Sẽ bị đuối, chìm đầu á. Rồi, bắt đầu đi đi. Thôi này chết trước rồi, nhìn cái mặt là biết. Đừng có đua theo các bạn nha, đừng đua theo các bạn. Chú ý vô hơi thở, tập trung vào động tác tay của mình. 1, 2, 3 nha các em. Chìm đầu trước là bạn đó thua à. Tôi thấy mấy em bám vô lâu rồi. Rồi cho em bơi luôn đó. Còn em nghỉ mệt đi ha. Rồi. Đây là bạn người cá sơ sinh Helen. Sau vài tập bơi và bạn ấy bây giờ đã có thể bơi rất là đẹp.
chưa biết bơi vẫn có thể trở thành người cá nếu gặp tiên cá Tiun. Rồi sao em làm động tác chậm dữ vậy? Không mà là sao thu là sao? Trời ơi, bạn người cá Luna. Em còn mới một nửa Tiun. Bạn người cá Luna chơi chi chiêu quá vậy? Thẳng nổi đuôi lên, giờ ai không nổi đuôi lên là thua. Rồi bắt đầu chấm điểm nè. Nổi đuôi lên Ben. 1 2 3 Nổi đuôi lên. Cười hả? Đâu có cười. Gồng sức mạnh lên đi. Chưa. Còn 4 em đúng không? Còn 5 em đúng không? Đua. Tiếp ráng lên. Số 5 đi. Tôi nói mấy em tăng tốc đi, sẽ có một bạn bị rớt lại à. Nhanh đi. Phút nữa mà không phân thắng bại là phần thi này kết thúc, sẽ qua phần thi cuối. Phần thi cuối là phần thi tốc độ. Còn mấy em kia lo dưỡng sức đi, chuẩn bị phần thi cuối là phần thi bơi tốc độ á. Ừ, nghỉ đi, thở nước đi. Hồi mấy bạn nhanh lên đi, anh cần mấy em đua lên đi. Đua đi. Giờ quay cận cảnh nè. Xin thông báo, sau 5 phút cuối cùng các bạn đã bơi được nửa tiếng đồng hồ. Và 4 bạn là 4 người cuối cùng, không phân thắng bại. Rồi, phần thưởng của phần thi này Tiun sẽ dồn vô phần thưởng cuối, sẽ là có 3 món quà luôn. Đấy, sao em đem xuống? Cảm ơn anh Tiun nhà em nha. Cảm ơn anh Tiun nhiều. Ben làm gì vậy Ben? Sao em là luôn là người quấy rối vậy? Rồi, phần thi cuối sẽ có 3 món quà này. Giải nhất, nhì và ba. Các em đã sẵn sàng đua chưa? Xin thông báo với các bạn, ở phần thi cuối này sẽ có 3 phần quà tay bơi người cá dành cho giải nhất, nhì và ba. Và ở phần thi này các bạn phải bơi 3 vòng hồ nha. Bạn nào về nhanh nhất sẽ được thắng nhất.
Các em nghe rõ không? Các bạn người cá nghỉ mệt đi nha, chuẩn bị vô thi phần cuối. Bơi nổi đầu. Qua cái tuần này mình phải bắt đầu bơi nổi đầu rồi. Nổi đầu hả? Ừ. Cuốc nước xuống tập thử đi. Nổi đầu. Kéo tay thở nước cho đúng. Bạn nào làm không được thì thua thôi, không sao hết. Lần sau cố gắng. Hả? Bơi đua, đúng rồi, bơi nhanh, bơi 3 vòng. Đúng rồi. Hả? Bơi chìm mặt dễ rồi. Rồi, mấy em cố gắng nha. Khi vào phần thi cuối cùng của tuần 22 này, sẽ cho hai bạn người cá Luna và Mimi bơi chào sân để khởi động phần thi cuối. Ủa? Hai người cá này quen vậy? Trong khi chờ đợi các người cá khác nghỉ mệt để vào phần thi cuối, thì chúng ta hãy xem hai bạn người cá Mimi và Luna bơi biểu diễn cùng nhau nhé. Mới đây cả hai bạn đã đều chính thức trở thành người cá level 2 rồi. Tôi cũng không muốn nói nhiều, tính làm clip cho các bạn coi qua thôi. Nhưng mà làm mấy cái clip để nhạc thì lại có nhiều bạn gọi phản ánh với Tiêu, nói tại sao em muốn nghe giọng nói của anh mà anh làm clip nhạc vậy Tiêu. Em giận anh, em ghét anh, bỏ đi nha Tiêu. Đó, các bạn làm khổ Tiêu. Tôi đâu có muốn nói nữa. Các bạn thấy không, Tiêu nói cũng là tạo ra khẩu nghiệp á. Nói chuyện này chuyện kia rồi đụng chạm người này người nọ, nó mệt lắm, thành tiên cá rồi, chỉ muốn yên hơn thôi. Dạy bơi cho mấy đệ tử thôi mà các bạn bị ghiền, bị lậm giọng nói của tôi. Nói thiệt nha, ở nhà tôi ai cũng nói tôi nó dài, nó dở, nó điên, nó cuồng, nó cụi gì tùm lum. Vậy mà mấy bạn lại mê giọng nói của tôi. Thiệt. Tôi biết người thường chưa đủ trí tuệ. Càng nói tôi thấy tôi càng bị cô lập với thế giới này. Nên tôi muốn đào tạo ra nhiều người cá tiến hóa thành tiên cá. Rồi lúc đó đó, các bạn sẽ hiểu. Nói chung là cái chiếc đuôi tiên cá bây giờ đã được tiến hóa theo cái trình độ của các bạn luôn. Thì lên tới level cao, kỹ thuật càng cao điêu luyện thì đuôi tiên cá của tôi thiết kế nó sẽ càng dài càng đẹp. Mà chắc chắn là không có thương hiệu đồ bơi tiên cá nào trên thế giới làm được như vậy vì các bạn. Bởi vì tôi dạy bơi người cá, tôi cấp bằng người cá, hướng cho các bạn ai mà thích làm nghề nghiệp về người cá, tôi cho các bạn cái địa chỉ đến làm việc luôn. Rồi thậm chí là tôi cung cấp đồ bơi tiên cá này, đầy đủ hết. Rồi sau này mình còn làm phim người cá nữa các bạn. Nên làm người cá của thương hiệu Momentum chắc chắn không có gì là lỗ lã. Bây giờ các bạn người cá Mimi và Luna lên mức độ 2 rồi, thì buộc mấy em là phải nín thở được 2 phút ở dưới nước, lặn xuống đáy hồ tạo dáng, làm kiểu lâu được để người ta quay phim chụp hình. Là cái đó mình phải làm được. Rồi bơi lượn giữ thăng bằng ở trong nước. Cái đầu gối thì mình cũng phải giữ cho nó thẳng, thậm chí là cái đuôi tiên cá đáng lẽ là phải làm nặng hơn cho cái việc tập luyện tốt hơn nữa, thì mấy em người cá mới thật sự dễ dàng tiến hóa. Tương lai chân của mấy bạn sẽ rất là dài và thon đẹp, và làm người cá thì chắc chắn là body rất là tươi luôn. Đẹp phải là ưu tiên hàng đầu đối với một người cá. Đẹp không chỉ thể hiện ở tâm hồn mà còn lên cái thân thể của mình nữa, nó toát ra từ tâm hồn nó lên thân thể của mình. Và cái thân thể khỏe mạnh, không còn bệnh tật thì mình mới đẹp được, chứ còn bệnh tật là mình xấu xí à. Chắc chắn ai làm đệ tử của tiên cá thì cũng sẽ đẹp cả thôi. Đẹp là một cái thứ vũ khí tối thượng của cái cõi dục này. Mạnh lắm, quy lực dữ lắm mấy em. Đẹp tự nhiên nha, chứ không phải là đẹp nhân tạo. Làm người thường thì chắc gì có được điều đó. Ở Việt Nam mình không có ý thức được việc khỏe đẹp là như thế nào, nên bệnh viện thẩm mỹ mới mọc lên như nấm. Tôi nhớ có từng nói chuyện với một anh bạn Hàn Quốc làm chuyên gia thẩm mỹ. Anh ta nói rằng mặc dù làm nghề này nhưng đẹp xấu là do số phận. Có người rất xấu, sửa một cái là thành đẹp. Còn có người xấu sửa hoài không đẹp. Thậm chí có người đẹp sửa một phát thôi xấu quắc luôn. Nên thẩm mỹ nó cũng là may rủi đó các bạn. Tốt nhất đối với một con người là quan tâm đến sức khỏe trước tiên. Anh ấy muốn bơi lội người cá của Tiêu phát triển ở bên Hàn, thì chắc chắn người Hàn Quốc sẽ tham gia rất đông. Bởi vì bên đó khoái đẹp, khoái khỏe dữ lắm. Nghe mà mắc cười ha, ở Việt Nam làm chưa xoáy nữa, mà ở Việt Nam mới cần đó. Bởi vì bên Hàn Quốc người ta chú trọng vào việc bảo vệ thiên nhiên động vật lắm. Ở quốc gia phát triển nước nào cũng vậy. Còn ở Việt Nam thấy con gì cũng bắt cũng ăn thịt. Trẻ em bị người lớn đầu độc tư tưởng quá nhiều. Nên tôi phải ở đây vì các bạn.
Với lại những cái chất liệu vải mà tạo ra những cái đuôi tiên cá xinh đẹp của Tuyên bây giờ là toàn nhập ở bên Hàn. Nên những ai làm đệ tử của Tuyên hay mua đồ bơi tiên cá của Tuyên thật sự quá may mắn. Xin chào các bạn, ở phần thi cuối này có khá nhiều bạn người cá tham gia nha. Một, à mấy bạn người cá kia không tham gia. À, bạn người cá Britney tham gia đúng không? Mời bạn người cá Britney vô luôn. Rồi, nguyên vàng người cá ở đây luôn. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Bơi 3 vòng, bạn nào về đích nhanh nhất sẽ được quà nha. 3 bạn. 1 2 3 xuất phát. Bạn nào mà nổi đầu không được thì cứ úp mặt xuống đi, rồi bơi theo mấy bạn khác. Người cá Nori nữa nè. À, mấy em này sao hả? Ngồi đây hả? Đúng rồi, đúng không? Rồi bây giờ chấm điểm nha, coi bạn nào úp mặt xuống. Trong đoàn dẫn đầu hiện tại tôi đã thấy Tài, Luna, Khánh, Vicky, Gia Huy. Vậy là các bạn đã hoàn tất một vòng rồi đúng không? Tiếp tục, người cá tay đang dẫn đầu nha các bạn. Mấy bạn đã hoàn tất một vòng rồi. Bạn người cá Vicky mệt rồi hả? Vậy bơi úp mặt xuống nước đi, thư giãn đi. Em mệt rồi, em có quyền úp mặt xuống nước đi. Bạn Tai sắp hoàn tất vòng thứ hai. Bạn Luna đang bám sát với bạn Tai và bạn Khánh. Bạn Ben đang bị bỏ lại khá là xa. Bạn Giao Huy đã lên bờ. Bây giờ là vòng thứ 3, vòng cuối cùng. Bạn Tài đang vẫn dẫn đầu. Ôi, bạn Tài mạnh dữ. Mimi nhanh lên. Số 2 là bạn Khánh. Số 3 là bạn Luna. Số 4 là bạn Ben Jamin. Tiếp theo là bạn Khánh, kế đến là bạn Luna. Chúc mừng ba bạn đã giành được tay bơi người cá. Dễ không? Một khớp dễ đâu mà cũng thừa. Tội nghiệp bạn Ben quá, cố gắng lần sau nha Ben. Đây, xin trao quà cho bạn người cá tay xuất sắc giành được phần thưởng đầu tiên của tuần này. Tiếp theo là bạn người cá Ben hả? Không phải, đi đây. Đúng rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn. Ben lấy đưa cho bạn Luna nha. Còn phần quà còn lại là của bạn người cá Khánh. Rồi, chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng những bạn thắng cuộc đi. Luna, bạn không lấy thì con lấy không nè. Luna lấy.
Còn những bạn khác thì cố gắng lần sau nha. Trước khi chương trình câu lạc bộ người cá tuần 22 kết thúc thì mấy em có cần hỏi tôi điều gì về kỹ thuật bơi lội nữa không? Mấy em hài lòng hết chứ? Mấy em có muốn tiêu hướng dẫn gì nữa không? Đủ phê đủ mệt hết rồi đúng không? Vậy nha, hẹn gặp lại tuần sau nha. Có ai muốn học bơi nữa không? Ngày mai không bơi nữa. Hả? Mấy vòng rồi em? Mới biết bơi lần đầu mà chơi vô 8 vòng luôn hả? Bạn Sunny chưa từng học bơi, hôm nay biến hình thành người cá, làm luôn 8 vòng rồi bơi ạc luôn rồi. Ủa em chưa biết bơi thiệt luôn hả? Chưa biết bơi mà nãy giờ vô học xíu là vô rồi hả? Vậy đạch đạch trong nước bơi như cá vậy luôn hả? Siêu đẳng dữ vậy. Phải có phải đeo đuôi cá của Tion vô là không biết bơi cũng thành biết bơi đúng không? Rồi vậy là kết thúc tuần 22. Các bạn người cá đã sẵn sàng tuần 23 chưa? Dạ rồi. Trời ơi dữ chưa. Thì tuần 23 chúng ta sẽ ra Nha Trang có chương trình là bơi với cá heo lặn biển đảo Nha Trang. Rồi bây giờ chúng ta trên đường về nha các bạn người cá. Khóa cái cửa ngoài sau đi cho con dựa vô ơi, chút con chút nó xúc ra con bay luôn á. Anh ơi. Hai bạn người cá này ngồi phía sau quậy quá. Khóa cửa này đi là chút con dựa vô. Lắm quá anh ơi. Anh Thi ơi. Lát giờ em muốn mở cái video này á thì em mới mở sao em mới bấm sao. Mở video gì? Này tới tuần 22 lận, hiện tại anh mới đăng tuần 17 à. 18 luôn. Thì trên là nó mới đăng. Rảnh mới đăng được. Không, ngày mai là tuần trước hả Trang? Như tuần trước á, Trang. Đúng rồi. Rạch nước nữa đi. Rồi, các bạn người cá ơi, bây giờ chúng ta chuẩn bị tiếp chương trình cuối tuần của người cá. Sau khi đi bơi sự kiện xong rồi, bây giờ chúng ta đến nhà hàng Chay Sơn Mây. Món ăn thanh đạm giúp người cá tăng thêm sức khỏe và trí tuệ nha. Con biết đi đường này á, đi đường đường Tây Ân ơi. Sao? Về đây mình thấy đó mình sẽ thưởng thức món bánh tráng trộn nè, rồi cơm chiên mát sủ nè, rồi món gì nữa? Hủ tiếu xào. Đóng cửa lại nhốt luôn, đừng cho ra. Rồi phái đoàn người cá đã đến nhà hàng Chay Sơn Mây. Áo co hồi nãy uống em bây giờ mặc áo khoác luôn. Ok lên lầu thôi. Hôm nay em sẽ được ăn chay. Rồi gọi đi. Cơm chiên bát bủ hả? Dạ. Bát sủ. Ở đây có bạn nào chưa từng ăn chay đâu? Rồi có hai bạn đúng không? Thì hôm nay vô đại gia đình người cá các bạn sẽ tập ăn chay nha. Để coi món chay với món mặn món nào ngon hơn nha. Em tại ăn sushi khác kèo không à? Vậy hả? Em đâu có ăn dạ rồi. Rồi ba trái dừa, anh uống nước dừa không? Rồi năm trái dừa lấy ra hồi chơi đá banh luôn. Ôi vậy có nấu cho con chưa, con cũng muốn dừa. 6 trái dừa luôn hả? 6 trái dừa chứ. Rồi 6 trái dừa. Rồi cơm chiên bát sủ. Anh Tiêu ơi, anh Tiêu ơi, anh Tiêu ơi, anh Tiêu ơi, 6 người lại thành là người cá dừa. Mình có bốn cái hủ tiếu xào, một cái bún chay giò, bún gạo xào, cơm măng khòm, mặn thẳng, bánh tráng trộn.
5 miếng nổi, 2 cung chiên. Rồi nắm bào ngư chiên xù luôn nha. Vì mấy em chưa ăn chay bao giờ nên anh gọi những món ngon đặc biệt cho mấy em ăn. À, lấy thêm món cơm cháy sân mây luôn. Rồi xong. Chương trình là chúng ta sẽ còn đi ăn nhiều với nhau. Rồi các em đã vô đại gia đình người cá rồi, tôi Huynh hướng dẫn cách ăn uống vệ sinh luôn. Là mình sẽ ăn bằng muỗng, gắp bằng đũa nha, để giữ gìn vệ sinh chung cho tất cả mọi người. Và khi ăn chúng ta sẽ chia sẻ ra nhau nha. Ăn bún thì cứ gắp vô trước đi. Gắp vô trước thì ăn sao chị? Ăn xong bún bằng muỗng được. Thì lấy thêm một đôi đũa thêm nữa. Còn đôi đũa để gắp là để đừng có dính dính vô ha. Nếu mà bị lộn có không gì, anh đi ơi. Nếu ăn gà tụi em bóc nha. Ăn gà tụi em bóc hả? Ok. Ăn gà KFC. Ở đây có món gà KFC chiên chay luôn mà. Hả? Đâu là cái gì cũng chiên chay. Thôi cho mấy em ăn nấm bào ngư chiên xù giống như là gà KFC chiên chay à. Hay là nấm đùi gà cơm dừa nè. Ngon cực kỳ luôn. Ăn thử đi là biết à. Được rồi, được rồi. Coi em có nhã không nha. Đúng rồi, tại em chưa ăn bao giờ nên em chưa biết. Gì ghê vậy? Mời các bạn ăn KFC. Bạn này 8 năm rồi chưa bao giờ ăn chay đúng không? Rồi lần đầu ha. Bún đậu. Để tôi gieo duyên gấp cho bạn này một miếng. Nè. Muốn làm đệ tử tiên cá là phải biết ăn chay. Phải biết được ăn cả chay cả mặn, đúng không? Chứ biết ăn mặn không là quá dở rồi, đúng không? Và đây, giới thiệu với các bạn, đây là chùm ăn chay đang ngồi đây. Gà rán đó mấy em. Ừ. Dạ chắc được, em chưa ăn thử thì em. Rồi em cảm ơn anh. Đợi xíu lên. Để anh xong này đó lên. Dạ. Dạ, vậy lên luôn đi anh. Dạ rồi. Dạ, bổ sung vô luôn. Lên Hoành Thánh luôn nha. Nhai nú đi. Như thịt gà thôi mà. Tưởng tượng nó là thịt gà đi. Mới ăn chay lần đầu chưa quen. Như lúc đầu tính chị cũng đâu quen đâu. Ừ. Thấy nấm chiên giò ngon không? Dạ, mấy em thấy ăn chay ngon chưa? Ngon. Tập ăn rau đi cho da da vẻ nó đẹp. Của em á. Sao tới trái dừa của em nó héo hon gầy mòn dữ vậy? Trái dừa ai cũng bự sao em nó ốm như vậy anh? Nó ý mà nó ngọt, nó ngọt. Dạ. Thử coi nha, phải ngọt không nha. Quá ngọt liệm luôn á. Trong đó hả, ăn đi. Thịt đó, thịt heo á. Rồi chấm vô đi. Đúng rồi. Cái đó là nó làm đậu hũ á. Thử đi coi nó giống thịt không. Chấm vô đúng rồi. Sao chấm ít vậy? Sao ngon được chấm nhiều lên?
Rồi vậy là có hai bạn người cá chưa từng ăn chay bây giờ đã ăn được không? Ngon đúng không? Chất dinh dưỡng trong đó nó cũng giống như thịt thôi. Heo nè, bún gạo nè, nhiều món lắm á nha. Em ráng ăn hết đi nha. Chả giò thập cẩm nữa nè, chả giò cua gì nữa nè. Đó, đủ món rồi đó. Thấy làm người cá sướng không? Còn hơn vua nữa. Ăn chay là một đẳng cấp cao hơn ăn thịt. Nếu mà muốn biết ăn chay có đẳng cấp hay không thì mời các em đến Mỹ sống, coi đồ chay ở đó rẻ hay thịt rẻ. Hiểu không? Hiểu rồi.